Mến chào các em sinh viên Y4 đa khoa của chương trình mới. Hôm nay tôi xin trình bày bài Ban xuất huyết Hennoxolide ở trẻ em. Nội dung của bài này, mục tiêu học tập của một Y4 đa khoa, tức là một bác sĩ đa khoa ra trường sau bài này, các em phải nắm được thứ nhất là những cái đặc điểm cơ bản và dịch tễ học của Hennoxolide ở trẻ em. Thứ hai, nắm được cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Hennoxolide trẻ em. Thứ ba là trình bày được những cái tổn thương cơ quan ở trong Hennoxolide trẻ em, từ đó biết chỉ định và phân tích các cái cận lâm sàng trong Hennoxolide trẻ em. Và với cái tầm mức là một cái bác sĩ ở tuyến ban đầu thì chúng ta phải biết điều trị và theo dõi một cái bệnh nhi Hennoxolide không có tổn thương thận và cuối cùng là tiên lượng về diễn tiến của Hennoxolide theo thời gian. Đây là phần nội dung. Về phần lịch sử các em có thể đọc thêm. Tuy nhiên để tôi nhấn mạnh là Solai là ông thầy của Henoch và là cái người thực ra Herberden mới là cái người đầu tiên mô tả ra cái bệnh cảnh lâm sàng. Tuy nhiên cái người đầu tiên mà đặt tên cho cái bệnh cảnh lâm sàng đó là ông Solai và sau đó để học trò của ông là Henoch đã phát triển và đặt cái tên ban xuất huyết dạng thấp. Tuy nhiên chúng ta hay quen gọi trên lâm sàng là Henoch Solai. Một số những cái nơi khác các bạn có thể thấy là các thầy cô lại quen gọi là Solai hay Nóc là để cho tôn trọng cái thứ tự lịch sử mà thôi. Về mặt tổng quan thì chúng ta cần nắm Henoxolai là một bệnh viêm mạch máu hệ thống và nó thường gặp nhất ở trẻ em. Trong các cái viêm mạch máu hệ thống trẻ em thì đây là bệnh thường gặp nhất. Cơ chế bệnh sinh chúng ta chưa biết rõ và một điều đặc biệt duy nhất chỉ có ở Henoxolai đó là nó tự hết được. Trong khi những cái viêm mạch máu hệ thống khác ở trẻ em là phải trị thì mới hết. Và cái thuật ngữ trước đây thì chúng ta hay gọi là Henoxolide, thậm chí là những cái sách giáo khoa cũ thì hay gọi là ban xuất huyết dạng thấp. Tuy nhiên, từ năm 2012 có một cái hội nghị đồng thuận quốc tế diễn ra ở Chapel Hill của Mỹ thì người ta đã đưa ra những cái định nghĩa mới cho cái bệnh lý viêm mạch máu hệ thống. Trong đó Henoxolide được đặt một cái tên mới đó là viêm mạch máu IgA. Và cái thuật ngữ này chúng ta có thể thấy là những cái bài báo khoa học gần đây nói về cái Henoxolide thì người ta vẫn hay dùng cái thuật ngữ mới này. Cho nên các em lưu ý để khi mà đọc những cái tài liệu nước ngoài. Về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán thì về mặt lịch sử có tới 3 cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Tuy nhiên cho tới hiện nay thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán được sử dụng rộng rãi nhất ở trên lâm sàng đó là cái tiêu chuẩn năm 2010 của Hiệp hội Thấp khớp học Nhi của châu Âu. Đây là cái tiêu chuẩn mà nếu chúng ta thấy là từ năm 1990 của cái Hiệp hội Khớp khớp học Hoa Kỳ. Các em có thể đọc thấy cái tiêu chuẩn này ở những cái cuốn sách cũ, ví dụ như sách giáo khoa của bộ môn 2006. Tuy nhiên, tại cái thời điểm hiện nay 2019 thì người ta đã ưa dùng cái tiêu chuẩn mới này từ 2010 và chúng ta phải nắm vững cái tiêu chuẩn này. Henoxolide sẽ là tổn thương vào bốn cái cơ quan chính chúng ta nhớ đó là tổn thương da, tổn thương tiêu hóa, tổn thương khớp và tổn thương thận. Trong đó cái tiêu chuẩn bắt buộc để cần phải có để chẩn đoán được cái Henoxolide đó là tiêu chuẩn về tổn thương da, có nghĩa là đứa bé phải có những cái ban da đặc trưng của Henoxolide thì chúng ta mới được quyền chẩn đoán. Ban da như thế nào là đặc trưng của Henoxolide? Đó là những cái ban xuất huyết nổi gồ lên mặt da mọc thành từng đám hoặc có thể là những cái chấm xuất huyết, nhưng nó sẽ ưu thế ở chi dưới, tức là những cái vùng chịu trọng lực và nó không liên quan tới cái tình trạng là xuất huyết giãn tiểu cầu. Và tiêu chuẩn da sẽ cộng với một trong bốn cái tiêu chuẩn sau đây, đó là ba cái tiêu chuẩn của tổn thương ba cơ quan còn lại. Hoặc khi cái ban da này nó không điển hình lắm, chúng ta không nhìn cái ban da đó, chúng ta không dám khẳng định là Henoxolide, thì chúng ta có thể cậy nhờ tới cận lâm sàng, đó là cái sinh thiết ở cái sàn thường. Như vậy, một trong bốn cái tiêu chuẩn đó là gì? Thứ nhất là tổn thương của đường tiêu hóa, cụ thể là đau bụng. Như vậy một cái đau bụng như thế nào là điển hình đặc trưng của Henoxolide? Đó là một đau bụng cấp tính lan tỏa đau từng cơn và nó có thể gây ra lồng ruột và xuất huyết tiêu hóa. Một cái đau khớp hoặc là một cái viêm khớp, như thế nào là đau khớp và như thế nào là viêm khớp? Nếu như cái tình trạng đau đó mà đứa trẻ không kèm theo sưng phù khớp, không kèm theo rối loạn hạn chế vận động thì đó chỉ là đau khớp. Còn viêm khớp là bắt buộc đứa nhỏ phải có sưng phù cái khớp lên và cộng với lại cái giới hạn vận động. Tổn thương thận, cái tiêu chuẩn tổn thương thận thứ nhất là đạm niệu. Đạm niệu như thế nào thì được gọi là Henoxolide đó có gây tổn thương thận? Thứ nhất, tổng phân tích nước tiểu đạm niệu trên 2 cộng,
Hoặc chúng ta làm đạm niệu một thời điểm thì đạm trên rề phải trên 30 mg trên milimol. Hoặc chúng ta làm nước tiểu 24 giờ đạm thì đạm niệu 24 giờ phải trên 0.3 gram 24 giờ. Và nếu là tiểu máu thì sẽ là một cái tiểu máu nguồn gốc cầu thận. Và nếu như đứa nhỏ có, đứa bé đó có tổn thương da cộng với tổn thương ở tiêu hóa hoặc tổn thương khớp hoặc tổn thương thận thì chúng ta có thể nói là bị Enoxolide. Tuy nhiên, có những cái trường hợp đứa bé đến với chúng ta với những cái tình trạng rất là khó, cái băng da nó không kinh điển, không điển hình để chúng ta chẩn đoán, thì lúc đó chúng ta có thể cậy nhờ tới cái xét nghiệm, một cái xét nghiệm đó là cái sinh thiết ở cái sang thương. Sinh thiết ở đây có thể là sinh thiết ở sang thương da hoặc là sinh thiết thận. Thì cái này chút xíu chúng tôi sẽ bàn sâu sau thêm. Thì như hồi nãy đã nói, từ năm 2012 thì người ta đã hiểu biết nhiều hơn về cái sinh bệnh học của Enoxolide. Thì từ đó người ta đã phân loại nó vào vi mạch máu kích thước nhỏ. Chúng ta thấy ở đây cái bảng phân loại chúng ta có vi mạch máu kích thước lớn, kích thước trung bình và kích thước nhỏ. Trong đây với những cái đại diện rất là nổi tiếng, ví dụ vi mạch máu kích thước lớn chúng ta có Takayasu, vi mạch máu kích thước trung bình chúng ta có Kawasaki, và vi mạch máu kích thước nhỏ người ta phân thành hai nhóm, đó là nhóm phức hợp miễn dịch và nhóm ăn ca. Thì cái nhóm phức hợp miễn dịch trong đó chúng ta có Enoxolide hay gọi là vi mạch máu IgA. Cái từ vi mạch máu IgA cho tới bây giờ thì nó trên lâm sàng thì chúng ta vẫn quen sử dụng cái từ Enoxolide như là một cái tưởng nhớ về lịch sử. Như vậy thì cái Enoxolide hay là cái vi mạch máu IgA, ở đây chúng ta lưu ý chúng ta không nhầm lẫn, vi mạch máu IgA là Enoxolide, còn bệnh thận IgA nó lại là một nhóm bệnh khác. Thì ở đây nhắc nhắc một chút về cái chuyện là cái Enoxolide hay cái vi mạch máu IgA này nó có thể tổn thương ở đâu ạ? Ở da, ở đường tiêu hóa và có thể tổn thương ở khớp như đã nói. Trong đó thì chúng ta nhớ tổn thương đường tiêu hóa nó có thể ảnh hưởng ở bất cứ cái đoạn nào trên cái đường ống tiêu hóa. Tuy nhiên, ruột non là cái nơi bị ảnh hưởng thường gặp nhất. Về mặt dịch tễ học thì Enoxolide là một bệnh lý của trẻ con. 90% các trường hợp Enoxolide là xảy ra ở trẻ em, người lớn chỉ chiếm 10%. Tuổi khởi phát là 3 tới 15 tuổi, đỉnh tuổi 4 tới 6. Và Enoxolide rất hiếm gặp ở một cái đứa trẻ dưới 2 tuổi, chúng ta lưu ý. Và người ta ghi nhận là 30 tới 50% những cái trường hợp Enoxolide là trước đó đứa bé có một cái nhiễm trùng hô hấp trên. Về mặt lâm sàng thì ở đây tổng kết lại bốn cái cơ quan mà chúng ta thường gặp nhất trong Enoxolide, đó là da. Đầu tiên là da, da là tổn thương, da là tiêu chuẩn bắt buộc, tức là đứa nhỏ phải có tổn thương da chúng ta mới chẩn đoán Enoxolide, cho nên 100% trường hợp có. Sau đó là đến khớp 80%, đến tiêu hóa 50 tới 70 và thận tùy nghiên cứu có thể là 20 tới 100%. Tùy theo cái nghiên cứu và tùy theo cái ngưỡng để người ta chẩn đoán. Tuy nhiên ở đây chúng ta có một số lưu ý. Thứ nhất, tổn thương da trong Enoxolide nó chỉ xuất hiện đầu tiên trong 3 phần tư các trường hợp. Con số này có ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa là 1 phần tư các trường hợp còn lại đứa bé có thể khởi phát bằng triệu chứng của tổn thương khớp hoặc tổn thương tiêu hóa. Ở đây tổn thương thận rất hiếm khi xuất hiện trước tổn thương da. Như vậy, đây là những cái tình huống, 1/4 các trường hợp này sẽ là những cái tình huống rất là thách thức trong chẩn đoán đối với chúng ta. Bởi vì sao? Nếu một đứa bé đến với chúng ta vì một cái sang thương da điển hình của Enoxolide thì chúng ta rất dễ chẩn đoán. Tuy nhiên, đứa bé đó nó có thể đi lạc vào khoa khớp vì một cái tổn thương khớp. Lúc đó chúng ta không chẩn ra được và 1-2 ngày sau đứa nhỏ mới bộc lộ cái băng da ra để chúng ta chẩn đoán là Enoxolide. Hoặc một tình huống khác thường gặp hơn trên lâm sàng đó là đứa bé đi lạc vào khoa tiêu hóa với một cái chẩn đoán là đau bụng hoặc là rối loạn tiêu hóa gì đó, và người ta không và khám rất kỹ không tìm ra nguyên nhân đau bụng, thậm chí nghĩ là viêm ruột thừa một cái bụng ngoại khoa nào đó đi mổ và rốt ruột mổ là mổ trắng, không có thấy một cái bụng ngoại khoa nào ở trong đó cả. Như vậy và sau đó vài ngày sau đứa nhỏ rộ ban lên thì mới chẩn đoán là được Enoxolide. Như vậy 1/4 những cái trường hợp này là 1/4 những cái trường hợp chúng ta phải lưu ý ở trên lâm sàng. Về mặt tổn thương da thì chúng ta có thể đọc cái đặc điểm quan trọng điển hình của cái tổn thương da ở trong Enoxolide, đó là nó phải mọc đối xứng, nó là tổn thương thành từng cụm và chủ yếu ở những cái vùng chịu trọng lực, ví dụ chi dưới như là mông. Và bốn cái sang thương da thường gặp nhất của Enoxolide đó là, thứ nhất là những cái ban xuất huyết sờ được như hồi nãy chúng ta đã mô tả trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Ngoài ra chúng ta có thể gặp thêm đó là những cái chấm xuất huyết. Những cái chấm xuất huyết này chúng ta tương tự chúng ta có thể gặp ở trong xuất huyết giảm tiểu cầu, chúng ta có thể gặp trong sốt xuất huyết. Và chúng ta có thể gặp những cái bóng nước xuất huyết, đây là những cái trường hợp rất hiếm, mà những cái trường hợp này đứa nhỏ nhìn
cái bóng nước xuất huyết này rất là ghê, chúng ta có thể nhìn tưởng là một cái nhiễm trùng da rất nặng nhưng không điều trị gì hết, đứa nhỏ cũng có thể tự hết. Và một cái sang thương thứ tư chúng ta có thể thấy đó là đôi khi nó là những cái tử ban hoại tử trung tâm nhìn như là não mô cầu vậy. Và cái sang thương cuối cùng rất là đặc biệt đó là những cái phù dưới da khu trú. Mẹ bệnh nhân có thể khai là gì, là tự nhiên đứa nhỏ có một cái u, một cái cục gì đó ở mặt duỗi của tay của chân, có thể ở trên trán hoặc ở sau ót sau gáy, xong rồi những cái cục đó lặn đi rồi sau đó lại nổi lên rồi lại lặn đi. Và chúng ta nhớ cái ban da của Hennozolite thường nó sẽ hồi phục trong vòng 1 tới 2 tuần. Tuy nhiên, có 1 phần tư các trường hợp nó sẽ kéo dài, định nghĩa ban da kéo dài là trên 4 tuần. Như vậy thì chúng ta nhìn đây là hình ảnh thực tế của một cái bệnh nhân Hennozolite ở khoa thận Bệnh viện Nhi Đồng 1. Chúng ta thấy đây là những cái ban xuất huyết gồ lên mặt da mọc thành từng cụm. Và chủ yếu chúng ta thấy là ở cái phần chi dưới là cái phần chịu trọng lực. Ở đây chúng ta thấy những cái chấm xuất huyết rất là rõ. Và đây là những cái bóng nước xuất huyết ở bên trong nhìn rất là ghê, nhưng mà những cái đứa bé này không xài kháng sinh gì cả, chúng ta chỉ điều trị như một đứa bé Hennozolite và những cái ban da này từ từ nó hết. Và ở đây chúng ta thấy nhìn thấy một cái em bé khác cũng là một cái bệnh nhân thực tế ở khoa thận Bệnh viện Nhi Đồng 1, những cái tử ban hoại tử trung tâm nhìn rất giống não mô cầu, tuy nhiên bé này tổng trạng rất tốt và không hề sốt. Cho nên là những cái bé này được chẩn đoán Hennozolite và theo dõi, và những cái ban da này từ từ nó hồi phục lại hết. Tổn thương khớp thì chúng ta lưu ý là tổn thương khớp trong Hennozolite thường nó ở những khớp lớn và thường ở chi dưới, và đây là những cái đặc điểm. Và như đã nói, tổn thương trong những cái tổn thương bốn cơ quan ở trong Hennozolite, chỉ có tổn thương thận là không tự hồi phục, còn tổn thương da, tổn thương khớp và tổn thương tiêu hóa sẽ tự hồi phục theo thời gian. Thì tổn thương khớp cũng như vậy, sẽ thường hồi phục trong vòng 1 tuần, không biến dạng và không để lại di chứng. Và chúng ta nhớ đây là một tình trạng viêm khớp thoáng qua, di chuyển và nó là ít khớp, tức là dưới 5 khớp. Tổn thương tiêu hóa là một cái tổn thương đặc sắc ở trong Hennozolite, bởi vì biểu hiện rất đa dạng, có thể rất là nhẹ cho tới rất nặng. Nặng ở đây có thể là một xuất huyết tiêu hóa, có thể là một thủng ruột, và trong đó cái biến chứng tiêu hóa thường gặp nhất đó là lồng ruột và chúng ta luôn luôn phải cảnh giác. Và cái đặc điểm đau bụng ở trong Hennozolite như hồi nãy đã mô tả, một cái đau bụng cấp tính lan tỏa và từng cơn. Thì đây là cái hình ảnh người ta nội soi để người ta tìm hiểu tại sao những đứa bé Hennozolite lại có đau bụng. Thì người ta thấy là bên trong những cái lớp niêm mạc, ở đây là cái vùng vùng tá tràng, chúng ta thấy những cái chấm xuất huyết ở trên niêm mạc, như vậy nó cũng tương tự như là những cái chấm xuất huyết ở ngoài da vậy. Như vậy tương tự như vậy, cái hình ảnh ở đây chúng ta thấy rất là rõ những cái chấm xuất huyết đỏ 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 ở cái hồi tràng. Như vậy chúng ta thấy là cái bên trong cái niêm mạc ruột của đứa bé cũng bị cái tình trạng là những cái ban xuất huyết ở trên niêm mạc ruột. Như vậy đây là cái cơ sở để làm gì, để chúng ta thấy tại sao đứa nhỏ đau bụng. Và thứ hai là chúng ta khi đứa nhỏ có đau bụng nhiều, chúng ta phải có một cái chế độ ăn. Chế độ ăn là gì, là không được ăn những cái đồ cứng, tại những cái đồ cứng khi mà nó đi vào đây, nó cọ sát vào những cái niêm mạc đang bị viêm và xung huyết như thế này thì nó rất dễ kích thích làm đứa nhỏ đau, thậm chí nó có thể gây ra chảy máu trong đường tiêu hóa. Về tổn thương thận thì tổn thương thận là một cái tổn thương đặc biệt nhất ở trong Hennozolite, cho nên những cái em bé mà bị Hennozolite thì lại được quản lý ở khoa thận mặc dù chưa có tổn thương thận. Thì cái tổn thương thường gặp và nhẹ nhàng nhất là tiểu máu và là tiểu máu ha. Và một cái đặc điểm quan trọng chúng ta phải lưu ý là cái tổn thương thận không nhất thiết nó tương quan với cái độ nặng của tổn thương ngoài thận. Có thể tức là gì, tức là một cái em bé có thể có một cái tổn thương da rất là nặng nề, giống như trong cái hình hồi nãy chúng ta thấy một cái bóng nước xuất huyết rất nặng, hoặc là một cái đau bụng rất nặng nề, xuất huyết tiêu hóa rất nặng nề, nhưng cái tổn thương thận lại nhẹ nhàng và ngược lại. Thì đây là cái bản tổng kết về cái tần suất thường gặp của các cái biểu hiện thận trên bệnh nhân Hennozolite. Và đây là cái hình ảnh sinh thiết thận mà đặc hiệu để chúng ta nhận ra được đây là cái bệnh lý Hennozolite. Đây là cái bảng phân loại về mô học sau khi chúng ta sinh thiết thận, thì cái này nó không có nằm trong cái mục tiêu của bác sĩ đa khoa. Các em có thể về đọc thêm. Tổn thương cơ quan khác thì như mình đã biết là Hennozolite bản chất là vi mạch máu kích thước nhỏ. Như vậy mà nơi nào có mạch máu kích thước nhỏ thì nơi đó trên cơ thể đều có thể bị tổn thương. Ví dụ ở đây đã từng gặp trên lâm sàng chúng tôi đã từng gặp những cái ca bé nam có Hennozolite và nó tổn thương bìu, có nghĩa là cái bìu phù lên và nó rất là đau.
thì lúc đó chúng ta phải phân biệt với xoắn tinh hoàn và bắt buộc phải làm một cái siêu âm bìu để phân biệt cái tình huống này. Về cận lâm sàng thì như đã nói, Hennox-Sola là một chẩn đoán hoàn toàn bằng lâm sàng. Chúng ta không cần phải dùng xét nghiệm để chẩn đoán Hennox-Sola. Như vậy thì cái cận lâm sàng trong Hennox-Sola là để phát hiện ra biến chứng. Như vậy bất kỳ một đứa bé nào bị Hennox-Sola chúng ta đều phải làm tổng phân tích nước tiểu thường quy để tầm soát cái tổn thương thận, chứ không đợi cái biểu hiện lâm sàng ra ngoài. Creatinine máu ở trẻ em thì do cái tần suất tổn thương thận nó ít hơn và nó nhẹ nhàng hơn người lớn, cho nên creatinine máu không làm thường quy. Chúng ta chỉ làm khi đứa bé đó có tăng huyết áp hoặc cái tổng phân tích nước tiểu trở về bất thường. Siêu âm bụng khi nào đứa nhỏ đó tất cả những cái đứa bé Hennox-Sola có đau bụng, có tổn thương tiêu hóa, chúng ta đều phải làm siêu âm bụng để loại trừ nguyên nhân bụng ngoại khoa, đặc biệt là cái lồng ruột. Siêu âm bìu tương tự như đã phân tích, nếu đứa nhỏ có biểu hiện triệu chứng ở bìu bắt buộc chúng ta cũng phải siêu âm. Công thức máu hay đông máu thực ra bình thường không cần thiết cho chẩn đoán, vì nếu như chúng ta nhìn vào cái đặc tính phát ban cái phát ban da của đứa nhỏ mà chúng ta tự tin nói rằng đây là Hennox-Sola thì chúng ta không cần phải làm xét nghiệm để phân biệt. Nhưng có những cái tình huống mà cái ban da nó không có điển hình, chúng ta không phân biệt được đây là ban Hennox-Sola do nguyên nhân thành mạch, hay đó là một cái ban xuất huyết do nguyên nhân tiểu cầu, hay là nguyên nhân cầm mã đông máu huyết tương, thì lúc đó chúng ta có thể làm một cái công thức máu coi tiểu cầu thế nào, chúng ta làm một cái đông máu toàn bộ coi có những cái rối loạn con đường đông máu nội sinh ngoại sinh hay không. Về như vậy thì về chẩn đoán như đã đề cập ở trên là chúng ta sẽ dựa vào cái tiêu chuẩn của Hội Thấp khớp học Nhi khoa châu Âu. Đó là ban da là tiêu chuẩn quan trọng. Và cũng đã phân tích nếu cái ban da đó không điển hình, có nghĩa là đứa nhỏ không hiện ra ban da, nhưng cái tính cách đau bụng đó, cái tính cách đau khớp đó rất phù hợp, và hoặc là cái ban da nó không điển hình, thì lúc đó chúng ta có thể sinh thiết da hoặc sinh thiết thận để giúp xác định chẩn đoán bằng cách là chúng ta thấy cái sự lắng động của IgA ưu thế ở cái mô sinh thiết. Tuy nhiên cái tình huống này rất là hiếm ở trên lâm sàng. Sinh thiết thận thì khi nào? Khi có những cái tổn thương thận nặng, thì khi mà đứa bé mà nó có những cái tổn thương tiêu chuẩn tổn thương này thì tức là đứa bé đó có chỉ định sinh thiết thận. Thì chúng ta nhớ, nếu là một bác sĩ đa khoa ra trường, chúng ta chỉ điều trị những đứa bé Hennox-Sola chưa tổn thương thận thôi. Còn nếu tổn thương thận, nếu chúng ta phát hiện có tổn thương thận và hoặc là tổn thương thận nó nặng tới mức chúng ta phải sinh thiết thận, thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển lên tuyến trên. Về mặt điều trị thì có hai cái nhánh là điều trị ngoài thận và điều trị tại thận. Điều trị tổn thương thận thì thực ra đây là cái vấn đề sâu ở trong thận nhi, cho nên tôi không có bàn ở đây. Chủ yếu chúng ta quan trọng tới cái tổn thương ngoài thận. Thì như đã phân tích, những cái tổn thương ngoài thận hầu hết là tự hồi phục, cho nên chủ yếu của chúng ta là điều trị hỗ trợ. Như hồi nãy tôi đã phân tích, với một cái tổn thương tiêu hóa, đứa nhỏ đau bụng rất là dữ, thì chắc chắn lúc đó cái chế độ ăn của chúng ta phải kiêng khem. Thậm chí những cái đứa bé nó đau bụng nhiều quá, chúng ta phải nuôi ăn đường, phải truyền dịch tĩnh mạch vài ngày để cho nó nhịn hoàn toàn, để cho cái đường ruột được nghỉ ngơi mục đích. Và khi chúng ta ăn lại thì chúng ta cũng lưu ý cái chế độ ăn phải là những thức ăn mềm và đặc dần, chứ không thể nào mà chúng ta ăn đặc liền thì có thể nó sẽ làm trầy xước cái đường tiêu hóa, có thể đứa nhỏ xuất huyết tiêu hóa luôn. Và tùy theo cái mức độ đau và cái vị trí đau, ví dụ đứa nhỏ chỉ đau khớp, chúng ta có thể dùng giảm đau paracetamol, hoặc không bớt chúng ta có thể tăng bật lên là dùng kháng viêm nonsteroid, và cái cuối cùng chúng ta có thể dùng tới glucocorticoid. Nếu đứa nhỏ tổn thương tiêu hóa mà đau bụng nhiều quá, chúng ta có thể dùng corticoid, và viêm tinh hoàn chúng ta có thể dùng corticoid. Nói về cái vai trò của corticoid thì hầu hết các cái nghiên cứu cho tới bây giờ chúng ta thấy, nếu đứa bé đó Hennox-Sola đó có đau bụng, có đau khớp, chúng ta dùng corticoid thì chúng ta có thể làm giảm được cái thời gian đau bụng đau khớp, tức là chúng ta kéo ngắn cái thời gian đứa nhỏ phải chịu đựng cái đau bụng đau khớp. Dĩ nhiên nếu chúng ta không dùng thì theo thời gian cái đau bụng đau khớp này cũng sẽ tự khỏi. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng thì đứa nhỏ nó sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái sự đau này hơn. Tuy nhiên chúng ta lưu ý rằng là nó không có cái vai trò phòng ngừa tái phát, đứa nhỏ vẫn có thể bị tái phát lại. Và cái chuyện mình dùng corticoid này nó cũng không có vai trò phòng ngừa cái biến chứng tiêu hóa hay là thận. Có nghĩa là việc dùng hay không dùng thì nó cũng không ảnh hưởng gì lên cái chuyện tương lai sau này đứa nhỏ sẽ có tổn thương tiêu hóa hay tương lai sau này đứa nhỏ có tổn thương thận. Thì một cái cập nhật mới nhất vào tháng 3 2019 của cái hiệp hội thấp của những một cái đồng thuận của các cái nhà thấp khớp học nhi khoa của châu Âu, người ta thấy đưa ra bốn cái chỉ định của corticoid. Thứ nhất, trong cái Hennox-Sola mà không có liên quan tới tổn thương thận đó, thì thứ nhất là nếu có viêm tinh hoàn như chúng ta đã nói, có viêm mạch máu đại não
có xuống phổi, và cái thứ tư là những cái trường hợp đau bụng quá nặng nề. Đau bụng nặng nề hoặc là xuất huyết tiêu hóa, chúng ta có thể dùng corticoid. Và cái corticoid được lựa chọn ở đây là prednisone, liều là 1-2 mg ký một ngày. Và một lần nữa người ta nhấn mạnh cái việc chúng ta dùng corticoid đó nó không thể nào phòng ngừa được cái tổn thương thận, cái viêm thận do cái Enoxolide này. Về mặt tiên lượng thì cái tiên lượng Enoxolide sẽ rất tốt nếu không có tổn thương thận, như đã nói hồi nãy. Nếu không có tổn thương thận thì những cái tổn thương khác như là da, khớp và tiêu hóa thì sẽ tự hồi phục theo thời gian. Cụ thể 2 phần 3 các trường hợp sẽ hồi phục trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên có 1 phần 3 các trường hợp bệnh nhân sẽ bị tái phát lại. Có nghĩa là bệnh nhân vừa xuất viện hết một cái đợt ban da và đau bụng thì 1-2 tuần sau bệnh nhân lại vô viện trở lại vì một cái đợt ban da và đau bụng. Như vậy chúng ta phải tư vấn trước cho người nhà để người nhà có cái chuẩn bị tâm lý cho những cái tình huống tái phát này. Và thường thì cái sự tái phát này nó chỉ xảy ra trong 4 tháng đầu tiên từ lúc khởi bệnh. Có một cái điều may mắn là những cái đợt bệnh sau thường thì nó sẽ nhẹ nhàng và nó ngắn hơn đợt bệnh trước. Về mặt phòng ngừa thì khi phụ huynh người ta hỏi là tại sao con tôi bị, thì thực ra chúng ta biết là cơ chế bệnh sinh chưa rõ. Cho nên chúng ta chưa biết cái gì gây ra Enoxolide. Mà chưa biết cái gì gây ra Enoxolide thì chúng ta sẽ chưa có được những cái biện pháp phòng ngừa hữu hiệu cho cái bệnh lý này. Cho nên chúng ta phải dặn trước cho người nhà. Về mặt tiên lượng thì Enoxolide, cái tiên lượng tổn thương thận ở con nít á, thì nó tương đối là sáng sủa. Cái tỷ lệ tiến tới bệnh thận mạng giai đoạn cuối chỉ có 2-5% mà thôi. Thì đây, đây là một cái bảng để chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta phải theo dõi những cái bệnh nhân Enoxolide coi có tổn thương thận hay không. Chúng ta không để một bệnh nhân Enoxolide tổn thương thận mà nó có triệu chứng thận. Tại vì khi mà nó có triệu chứng biểu hiện lên thận thì chứng tỏ là cái tiên lượng thận lúc đó là xấu. Có nghĩa là gì? Theo những cái nghiên cứu chúng ta thấy, ví dụ ở đây, nếu chúng ta để một đứa bé Enoxolide, chúng ta không theo dõi nó để phát hiện kịp cái tổn thương thận, mà chúng ta chỉ dặn là khi nào có triệu chứng thì đi tái khám. Như vậy nếu Enoxolide mà để đứa nhỏ bị phù, đứa nhỏ phù vô khám phát hiện ra hội chứng thận hư trên một cái Enoxolide, thì cái khả năng suy thận mạn giai đoạn cuối của đứa bé này sau 10 năm lên tới 40%. Như vậy cái tiên lượng thận của đứa nhỏ rất là xấu. Trong khi nếu như đứa nhỏ chưa có triệu chứng gì cả và chúng ta chỉ là phát hiện thông qua một cái tiểu đạm rất là nhỏ, tức là chúng ta dùng cái tổng phân tích nước tiểu phát hiện ra tiểu máu hoặc là một cái tiểu đạm rất nhỏ thôi, thì cái tỷ lệ suy thận giai đoạn cuối của mấy bé này sau 10 năm dưới 5%. Như vậy nếu như chúng ta can thiệp ngay từ giai đoạn này thì cái tiên lượng đứa nhỏ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Như vậy đó là vai trò của cái bác sĩ của tuyến cơ sở phát hiện kịp những cái này. Như vậy về cái phần cuối cùng là về cái phần theo dõi, thì nếu như cái đứa bé Enoxolide đó ở tầm mức của các em là những bác sĩ đa khoa tổng quát, thì chúng ta chỉ theo dõi những đứa bé Enoxolide không tổn thương thận, hay chính xác là chưa tổn thương thận. Như vậy những đứa bé đó chúng ta cho hẹn tái khám mỗi 1-2 tháng, thì thường mỗi 1 tháng chúng ta sẽ cho bé đi tái khám lại. Và khi tái khám chúng ta quan tâm những triệu chứng của thận là đứa nhỏ có phù không, đứa bé có tăng huyết áp không, và chúng ta phải làm lại một cái tổng phân tích nước tiểu để kiểm tra. Nếu bất kể một thời điểm nào mà chúng ta phát hiện đứa nhỏ đó có vấn đề của thận, tức là cái tổng phân tích nước tiểu có bất thường, tăng huyết áp hoặc đứa nhỏ có phù, thì bắt buộc chúng ta phải chuyển lên tuyến trên chứ các em không có tự điều trị nữa. Như vậy thì xuất phát từ đâu, và như vậy thì làm sao để chúng ta biết là một cái đứa bé Enoxolide đó thì em sẽ theo dõi đứa nhỏ đó tới khi nào, sẽ tái khám nó tới khi nào, hay rằng là cứ mỗi tháng hẹn đứa nhỏ tái khám mỗi tháng hoài luôn cho tới khi nó lớn, thì không phải như vậy. Thì chúng ta có một cái systematic review rất là lớn năm 2005, thực hiện trên 12 nghiên cứu và trên 1.000 đứa trẻ, và người ta đã theo dõi trong một cái khoảng thời gian rất là dài, là từ 6 tuần cho tới 36 năm sau khi khởi bệnh. Thì người ta thấy là gì? Cái tổn thương thận trong Enoxolide có thể không biểu hiện ngay từ cái đợt bệnh đầu tiên. Cho nên chúng ta chẩn đoán ra Enoxolide, chúng ta làm xét nghiệm, đứa nhỏ không có triệu chứng lâm sàng, chúng ta làm xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu không bất thường gì cả, chúng ta cho bé về. Thì chúng ta vẫn phải thòng thêm một câu là phải hẹn tái khám. Tại vì tổn thương thận có thể bộc lộ vào những cái thời điểm sau đó. Sau là bao lâu? Người ta thấy trong vòng 1 tháng đầu tiên, 84% những đứa bé có tổn thương thận do Enoxolide nó sẽ bộc lộ ra. Rồi tương tự như vậy,
2 tháng thì tỷ lệ này là 90% và lên tới 24 tuần, tức là 6 tháng. Có nghĩa là 97% những đứa bé Hennox-Sohlai mà có tổn thương thận thì cái tổn thương thận đó nó phải bộc lộ ra trong vòng 6 tháng đầu tiên. Từ đó người ta đưa ra một cái khuyến cáo mà nó thực hành lâm sàng cho tới bây giờ là gì? Là ngay cả khi một cái tổng phân tích nước tiểu lần đầu tiên chúng ta làm bình thường thì chúng ta vẫn phải tiếp tục kiểm tra cái tổng phân tích nước tiểu này trong vòng 6 tháng. Và nếu như sau 6 tháng chúng ta cứ kiểm tra tới kiểm tra lui cái nước tiểu như vậy mà nước tiểu đứa nhỏ vẫn bình thường, lâm sàng đứa nhỏ vẫn tốt, thì sau đó chúng ta có thể không cần theo dõi nữa. Như vậy ít nhất là 6 tháng. Và đây là những cái yếu, và cái phần cuối cùng đó là những cái yếu tố nguy cơ của tổn thương thận. Yếu tố nguy cơ tổn thương thận có nghĩa là gì? Có nghĩa là những bé Hennox-Sohlai này chưa có tổn thương thận. Thì đó là đối tượng quản lý của các cái bác sĩ đa khoa. Chưa có tổn thương thận nhưng nếu có những một trong những yếu tố sau đây thì khả năng đứa bé này bị tổn thương thận là cao hơn những đứa bé khác. Như vậy những đứa bé này cần phải được theo dõi sát sao hơn. Như vậy những đứa bé đó là gì? Là nếu đứa bé khởi bệnh trên 7-8 tuổi, đứa bé đó có triệu chứng tiêu hóa nặng, ví dụ như đau bụng nặng tới mức phải dùng thuốc, hoặc đứa bé xuất huyết tiêu hóa, cái ban da đó nó tái phát nhiều lần, ban da đó kéo dài trên 4 tuần. Cụ thể chúng ta có một cái nghiên cứu rất là nổi tiếng 2010 thực hiện trên 223 đứa trẻ theo dõi trong 6 tháng, thì chúng ta thấy là gì? Nếu đứa bé đó khởi phát bệnh trên 8 tuổi thì cái nguy cơ tổn thương thận của đứa bé đó cao gấp 2.7 lần so với những cái đứa trẻ khởi phát bệnh trước 8 tuổi. Tương tự đau bụng và ban da tái phát, đặc biệt chúng ta thấy cái ban da tái phát này, cái odds ratio của nó lên rất cao là 3.1. Có nghĩa là nếu một cái đứa bé mà ban da nó cứ bị tái phát tới tái phát lui thì khả năng sau này phát triển thành tổn thương thận của đứa bé đó gấp 3 lần so với những cái đứa bé mà ban da một lần thôi. Và cái nghiên cứu này nó còn hay ở chỗ là nó sẽ tổng hợp lại, nếu đứa bé nó có hai yếu tố nguy cơ, nếu không có yếu tố nguy cơ nào thì 20% sẽ có tổn thương thận, sau này thì tổn thương thận. Nếu có một yếu tố nguy cơ thì 40%, nhưng nếu có hai yếu tố nguy cơ thì cái khả năng tổn thương thận lên tới 60%, tăng lên gấp 3 lần này. Và một cái nghiên cứu gần đây nhất, một cái meta-analysis gần đây nhất được tổng kết ở Trung Quốc với cái số lượng bệnh trẻ rất là lớn, 13 nghiên cứu trên hơn 2.000 trẻ. Thì trong các cái yếu tố này chúng ta thấy một lần nữa cái ban da kéo dài với cái odds ratio lên tới 4.02 và cái P rất là thấp. Như vậy chúng ta thấy một cái ban da kéo dài và đặc biệt cái ban da tái phát, odds ratio lên tới 4.7 cao nhất và cái P rất là thấp. Như vậy chứng tỏ là nếu một cái đứa bé Hennox-Sohlai chưa tổn thương thận nhưng cái ban da này bị tái tới tái lui, cái ban da này kéo dài quá trên một tháng rồi chưa hết hẳn ban da, thì đây là những cái đối tượng chúng ta cần phải theo dõi sát cái tổn thương thận của nó. Thì đây là những cái tài liệu tham khảo chính các em có thể về đọc thêm. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Ở đây thì chúng ta có một cái take home message để chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của một cái Hennox-Sohlai điển hình ha. Một đứa bé ban da ở chân, một đứa bé đau khớp gối, một đứa bé có đau bụng và nhớ có cái tổn thương thận. Nhớ cái tổn thương thận này nó ẩn chứa bên trong. Cho nên ở đây là gì? Ở đây là khều khều nè. Như vậy chúng ta đừng quên tổn thương thận trong Hennox-Sohlai. Rồi, xin cảm ơn các em.